Thưa quý vị, nợ xấu của hệ thống ngân hàng chỉ còn 2,09% tính đến hết tháng 6 năm 2018. Riêng tại VAMC, sau một năm triển khai nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu, hiệu quả xử lý nợ xấu cũng đã tăng gấp rưỡi so với trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc cần phải được tháo gỡ trong quá trình xử lý nợ xấu, đặc biệt là việc thực hiện thủ tục rút gọn. Nhìn lại những kết quả đã đạt được sau một năm triển khai nghị quyết 42 và nhận diện những vướng mắc còn tồn tại để từ đó đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình đánh tan cục máu đông mang tên nợ xấu. Trong thời gian tới, đây cũng chính là nội dung chính được đề cập trong chuyên đề tạp chí Ngân hàng tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp những con số nổi bật trong công tác xử lý nợ xấu qua phóng sự ngay sau đây. 2,09% là tỷ lệ nợ xấu tính tới thời điểm 30 tháng 6 năm 2018, theo con số mới công bố từ Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 138,29 nghìn tỷ đồng nợ xấu, xác định theo Nghị quyết 42, không bao gồm 61,04 nghìn tỷ đồng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu nội bảng. Trong đó, xử lý nợ xấu nội bảng là 70,23 nghìn tỷ đồng, chiếm 50,78%. Xử lý các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán được xác định theo Nghị quyết 42 là 21,59 nghìn tỷ đồng, chiếm 15,61%. Và xử lý các khoản nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 đã bán cho VMC được thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt là 46,46 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,59%. Lũy kế đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2018, VMC phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý nợ đạt 98.976 tỷ đồng trên 309.711 tỷ đồng đối với các khoản nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt. Đặc biệt, sau khi có nghị quyết 42, riêng năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, VMC đã thu hồi được 48.017 tỷ đồng, gần bằng tổng giá trị thu hồi nợ của cả 4 năm trước đó. Doanh số mua nợ thị trường của VMC đến ngày 15 tháng 8 năm 2018 đạt 3.523 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi được 3.408 tỷ đồng, tương ứng với 98% tổng giá trị mua nợ của các khoản nợ đã mua theo giá thị trường. Đồng thời, VMC đã tổ chức đấu giá thành công nhiều khoản nợ như khoản nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thuận Thành với số tiền là 301,15 tỷ đồng, khoản nợ của công ty Kim Sơn BIDV số tiền là 9,4 tỷ đồng. Nợ xấu đã được giải quyết căn bản, trong đó ý thức trả nợ đã được cải thiện chính là nguyên nhân chính thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu sau khi triển khai nghị quyết 42. Phóng sự sau sẽ đề cập tới vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi. Chất lượng tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu so với tổng nợ giảm còn 2,09% tính tới cuối tháng 6 năm 2018. Thời điểm 31 tháng 12 năm 2016, tỷ lệ này là 2,46%. Như vậy, sau một năm triển khai nghị quyết 42 và quyết định 1058, hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 138.290 tỷ đồng nợ xấu, không bao gồm 61.040 tỷ đồng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu nội bảng. Về nợ xấu nội bảng thì bây giờ còn có 2,09 tính đến 30 tháng 6. Toàn hệ thống mà từ khi chúng ta làm 1058, tính cả VNC, tính cả tổ chức tín dụng yếu kém, khoảng 10,08. Thì giờ này nó xuống khoảng hơn 6 rồi. Còn nội bảng là còn có 2,09% thôi. Nhưng mà đặc biệt là cái xử lý nợ xấu chúng ta là thực chất hơn. Tức là chủ yếu là các tổ chức tín dụng chúng ta xử lý. Cái vai trò chủ động của các tổ chức tín dụng, nhiều tổ chức tín dụng đã sạch ở trong sổ rồi. Như Việt Tin Manh cũng sạch rồi. Thế là đặc biệt là từ khi 15 tháng 8 năm 2017 đến 15 tháng 8 năm 2018, từ khi nghị quyết 42 có hiệu lực thì cái tốc độ hiệu quả xử lý nợ xấu thì được nâng lên rõ rệt. Thì chúng tôi đánh giá là trong gần 100.000 tỷ đã thu thì 48.000 tỷ là thu được giai đoạn năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, thì thể hiện là cái tốc độ hiệu quả xử lý về thu hồi nợ được nâng lên rất là cao và thiết thực. Theo giới Ngân hàng Tài chính, kết quả xử lý nợ xấu tích cực phải kể đến một nguyên nhân căn bản, đó chính là sự thay đổi nhận thức về xử lý nợ xấu. Từ đó, ý thức trả nợ của cá nhân tổ chức cũng đã được cải thiện. Nếu như trước đây chỉ có 1 hoặc 2 trên 10 khách hàng có ý thức hợp tác với VMC và các tổ chức tín dụng trong công tác thu hồi nợ xấu,
thì đến nay, sau gần một năm triển khai nghị quyết 42, ý thức trả nợ của bên đi vay cũng đã tăng lên, quan hệ vay trả đã thị trường hơn trước. Đây là một hợp đồng dân sự về kinh tế, cho nên anh phải đảm bảo được tất cả các cái cam kết đấy, và nhà nước là người đứng ngoài cuộc chơi đấy, trọng tài để đảm bảo cho hai bên cùng tham gia, cùng có lợi, chứ không nghiêng về một bên như thời kỳ trước. Và chính vì như vậy thì nó làm cho những người đi vay có trách nhiệm hơn với cái việc đi vay của mình. Là cái ý thức phối hợp, hợp tác khách hàng được nâng lên. Bởi vì trước đây là có những cái khoản nợ 5-7 năm là không thu được đồng nào cả. Khách hàng thì đều xuống thì đều nói là chúng tôi khó khăn, không có cái gì để nguồn thu để trả nợ. Nhưng mà đặc biệt là những cái khoản mà VMC mua thị trường về thì cái khoản thấp nhất là chúng tôi thu đến nay là ví dụ như là mua 10 tỷ thì đến nay cũng thu được hơn 5 tỷ. Không chỉ vậy, thị trường mua bán nợ xấu cũng đang được hình thành rõ nét hơn. Theo đó, doanh số mua nợ xấu theo giá thị trường của VMC tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2018 đạt 3.523 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi được 3.408 tỷ đồng. Đây là tiền đề quan trọng để cục máu đông nợ xấu được giải quyết nhanh và triệt để trong thời gian tới. Hiện nay cái nhu cầu mua bán nợ xấu theo giá thị trường nó ở mức là tương đối cao, chứ không phải là nó trầm lắng như là trước đây. Và như vậy thì chứng tỏ rằng là khả năng của chúng ta xử lý nợ xấu theo giá thị trường nó sẽ đẩy mạnh hơn trong thời gian tới. Và với cái đàn này thì hệ thống ngân hàng mới có thể đẩy được cái tỷ lệ nợ xấu và kể cả nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu xuống dưới 3% theo cái đề án 1058 mà chính phủ đã ban hành tháng 7 năm 2017 vừa qua. Hiện VMC đang xây dựng các hệ thống dữ liệu về nợ xấu, bắt đầu triển khai phần mềm mua bán nợ theo giá thị trường, công khai thông tin, ai quan tâm đến nợ xấu thì có thể vào đó tìm hiểu giao dịch trên cơ sở thuận mua vừa bán. Đây được coi là cơ sở để hình thành thị trường mua bán nợ xấu trong tương lai. Song song với kết quả đạt được trong thời gian qua, việc xử lý nợ xấu cũng còn gặp không ít khó khăn vướng mắc, trong đó vướng mắc lớn nhất phải kể đến đó chính là quy trình giải quyết tranh chấp theo thủ tục rút gọn, chưa đi vào thực tiễn. Điều này đang làm cho nhiều ngân hàng và VAMC lúng túng. Có hơn 3.000 vụ tranh chấp về thu hồi nợ xấu phải đưa vào tòa, nhưng mới chỉ có 2 vụ được áp dụng thủ tục rút gọn, giảm bớt thời gian xử lý, một tỷ lệ quá khiêm tốn. Ngoài Agribank rút gọn thủ tục, nhiều ngân hàng khác thậm chí còn chưa được áp dụng trong vụ nào. Có những vụ việc như công ty Diệp Bạch Dương, thành phố Hồ Chí Minh với dư nợ gần 3.000 tỷ đồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo nhiều lần khách hàng không những không giao tài sản mà có dấu hiệu tẩu tán tài sản thế chấp, làm tăng nguy cơ thất thoát nhưng chưa được các cơ quan chính sách giải quyết, thực sự đã là một thách thức khó vượt qua của Agribank. Còn tại VMC, hiệu quả xử lý nợ xấu đã được tăng gấp rưỡi sau khi có nghị quyết 42. Đây là khẳng định của Chủ tịch Hội đồng thành viên VMC tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết mới. Đã có hơn 138.000 tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý. Tuy nhiên, đến nay qua theo dõi của VMC, vẫn chưa có vụ tranh chấp nào được xử lý theo cơ chế, thủ tục rút gọn. Rõ ràng, đây là điều đang làm cho VMC lúng túng. Hiện nay thì trong vấn đề xử lý nợ xấu thì vẫn còn có một số cái khó khăn vướng mắc. Cái khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện nay là trong cái vấn đề xử lý nợ thông qua cái thủ tục rút gọn ở tòa án thì qua cái theo dõi hơn 2.000 cái vụ án đang xử thông qua cái tòa án và thi hành án hiện nay là về cái rút gọn, thủ tục rút gọn thì chưa áp dụng được trường hợp nào. Việc mà lại yêu cầu là phải có một cái thỏa thuận rất là rõ, rất là cụ thể trong hợp đồng về cái việc ngân hàng được quyền thu giữ thì có rất nhiều hợp đồng trước đây là các ngân hàng chỉ thỏa thuận về quyền xử lý chứ còn không cụ thể chi tiết đến cái mức mà thỏa thuận cái nội dung thu giữ thì thành ra cũng sẽ không được thu giữ theo đúng nghị quyết. Trong nghị quyết có cái chuyện là giao cho tòa án tối cao hướng dẫn về cái thủ tục rút gọn cho ngân hàng được phép thu giữ tài sản. Thì hiện nay đã ban hành văn bản đấy rồi nhưng chưa đi vào thực tế, chưa vào cuộc sống. Tôi biết rằng chưa có ngân hàng nào được tòa án thụ lý một cái vụ việc rút gọn cái thủ tục mà thu giữ tài sản. Một vướng mắc nữa được nhắc đến đó chính là việc thực thi nghị quyết 42
vẫn còn những điểm chưa rõ ràng, nên mỗi địa phương lại có cách hiểu và cách làm khác nhau. Cho nên, việc chuyển giao tài sản đảm bảo cũng hết sức khó khăn. Việc khoản sản, tài sản đảm bảo là vật chứng trong các vụ án hình sự hiện cũng là một vấn đề phải phụ thuộc nhiều vào quan điểm của mỗi cơ quan tiến hành tố tụng. Do chưa có những văn bản pháp luật nào giải thích cụ thể để thế nào là ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án. Agribank đang thực sự lúng túng, chưa có cách giải quyết với trường hợp phát hoại một tài sản đảm bảo trị giá hơn 500 tỷ đồng bằng hình thức trả chậm 20 năm nhưng phải nộp thuế ngay 40 tỷ đồng làm tăng khả năng tổn thất. Cái quá trình xử lý các cái tài sản bất động sản dở dang chuyển giao chủ đầu tư mới để người ta có năng lực để triển khai tiếp ấy, thì hiện nay là chưa có cái hướng dẫn của Bộ Tài nguyên Môi trường, nên cách hiểu của mỗi địa phương rất khác nhau, nên là có những nơi thì chuyển giao được cho chủ đầu tư mới để tiếp triển khai tiếp dự án, có những nơi thì người ta còn chờ cái hướng dẫn của Bộ Chủ quản, tức là Bộ Tài nguyên Môi trường. Nên là cái sự phối kết hợp trong vấn đề thu giữ, trong vấn đề xử lý, trong những cái tranh chấp ở ngay tại cái địa bàn địa phương thì vẫn còn có những cái khó khăn. Hiện nay các nhu cầu bán nợ theo giá thị trường ước khoảng 20.000 tỷ đồng. Với 2.000 tỷ đồng hiện có, nguồn lực của VMC mới chỉ chiếm 10% nhu cầu thực. Bởi vì muốn mua nợ theo giá thị trường, mua đứt bán đoạn thì VMC phải có tiềm lực tài chính. Tuy nhiên, vốn của VMC chỉ là 2.000 tỷ đồng. Theo Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VMC cho rằng chắc chắn không đáp ứng được nhu cầu. Vậy để cục máu đông nợ xấu được khơi thông một cách triệt để trong thời gian sớm nhất, cơ quan chức năng cần triển khai đồng bộ những giải pháp như thế nào? Phóng viên kênh truyền hình VTV đã ghi nhận một số ý kiến về vấn đề này qua chùm phỏng vấn ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Rồi đối với VAMC thì chúng ta cũng đã có cái quyết sách đối với VAMC. Thứ nhất là chúng ta cũng phải có lộ trình tăng vốn cho. Thứ hai là cũng phải tính toán để mà để cho cái VAMC được thực hiện mua bán nợ theo cái cơ chế thị trường thì không chỉ nên. Rồi thứ ba cũng phải xem xét cái để giải quyết ngân cái đề xuất của VAMC đối với việc tiếp tục mua một số các cái nợ xấu mà trả bằng người trả nợ đặc biệt. Chủ yếu bây giờ là làm sao mà triển khai cho tốt để mà phổ biến cho mọi người đều biết, bởi vì là tôi nghĩ là không có nhiều người biết nghị quyết 42 và các cái cá nhân cũng như các cái nhà đầu tư họ chưa nắm đủ thông tin để mà cùng bắt tay vào cái việc xử lý nợ xấu này. Tôi cũng rất mong nhà nước là mình dựa trên những cái kết quả bước đầu này thì chúng ta sẽ hình thành lên một chừng mực nào đó ở cái thị trường, tức là chúng ta có một lộ trình cho thị trường chuyển nhượng khoản nợ và các khoản nợ xấu, nhưng trước mắt là chúng ta sẽ có những cái điều kiện để chúng ta thành lập những cái thị trường đó. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta tập trung vào những cái khoản nợ mà thị trường dễ trao đổi hoặc là có đủ thông tin này. Chúng ta không nhất thiết là ngày nào cũng có các khoản giao dịch, chúng ta có những cái tức là có những kỳ giao dịch trong tính theo tuần hay theo tháng để đảm bảo rằng là nó tạo ra những cái tiền lệ tốt ban đầu để người, doanh nghiệp người dân tham gia vào đó. Và các tổ chức tín dụng phải hết sức chủ động và tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng ngân hàng nhà nước cũng như là với chính quyền địa phương trong công tác xử lý nợ xấu và thu hồi nợ, và đặc biệt nữa là trong cái việc xử lý nợ đấy phải chấp hành đầy đủ các cái quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tạp chí Ngân hàng tuần này. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!